Park Bom, nữ idol bất hạnh vực dậy sự nghiệp từ đống tro tàn. Nhiều người vẫn hay nói rằng Park Bom là nghệ sĩ đáng thương nhất trong dàn thần tượng K-pop thuộc thế hệ thứ hai. Nữ ca sĩ biến mất khỏi làng giải trí trong khoảng 5 năm sau nhiều thị phi đáng tiếc. Công chúng tưởng chừng rằng Park Bom quyết định giải nghệ sau những lùm xùm trong sự nghiệp, nhưng rồi thành viên 2NE1 vẫn quyết định trở lại đầy mạnh mẽ, từng bước gây dựng lại sự nghiệp. Từng là gà đẻ trứng vàng của YG. Park Bom sinh ra và lớn lên tại thủ đô phồn hoa Seoul của Hàn Quốc, cái nôi vàng của nhiều thế hệ thần tượng tài năng của K-pop. Được biết đến với nghệ danh Bom gần gũi, nữ ca sĩ sinh năm 1984 gây ấn tượng với công chúng bởi đường nét khuôn mặt toát lên khí chất một nàng búp bê. Khi còn ở độ tuổi thiếu niên, cô nàng đã phải rời Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp học vấn tại Hoa Kỳ. Sau khoảng thời gian miệt mài với kiến thức, Park Bom quyết định theo học chuyên ngành tâm lý học tại ngôi trường Lesley. Tuy nhiên, giấc mơ lớn nhất của Park Bom lại chất chứa những giai điệu và tiết tấu nhiều hơn kiến thức chuyên môn tại trường học. Cô nàng đã ấp ủ đam mê âm nhạc khi được truyền cảm hứng từ thần tượng của mình, Mariah Carey. Giọng ca sinh năm 1984 khao khát trở thành ca sĩ đều luôn thôi thúc trong trái tim cô. Nhưng dù đã có âm hưởng nghệ thuật từ chị gái là một nghệ sĩ solo, vẫn không đủ để phá vỡ tín ngưỡng của bố mẹ Park Bom về một cô con gái sẽ dành trọn thanh xuân cho học vấn thay vì nghệ thuật. Tuy nhiên, dưới sự động viên từ người cô và cái duyên với nghệ thuật luôn thôi thúc, Park Bom đã bí mật chuyển đến trường cao đẳng âm nhạc Berkeley để theo đuổi ước mơ cháy bỏng của mình. Hành trình chạm tay đến giấc mơ được cô nàng viết lên bằng một bản lĩnh phi thường. Sau khoảng thời gian dài trau dồi kỹ năng, Park Bom quyết định trở lại Hàn Quốc để chính thức theo đuổi sự nghiệp âm nhạc tại quê hương luôn nhộn nhịp văn hóa K-pop. Giọng ca Seoul nhiều lần thử giọng với mong muốn gia nhập vào YG Entertainment, một ông lớn trong ngành giải trí. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và gây ấn tượng bởi màu giọng độc lạ, Park Bom chính thức trở thành thực tập sinh sau 3 năm kiên trì thử giọng. Là một mẫu của nhóm nhạc huyền thoại 2NE1, Park Bom từng sở hữu lượng fan khổng lồ. Khán giả lúc bấy giờ không chỉ yêu thích giọng hát mà còn bị mê hoặc trước nhan sắc quyến rũ của nữ ca sĩ. Không phải CL mà chính Park Bom mới là thành viên 2NE1 được ông lớn YG ở bế nhất trong giai đoạn hoàng kim của nhóm. Năm 2006, Park Bom có giọng hát trong hai bài đầu tay của đàn anh cùng nhà, Big Bang, đồng thời giọng ca có cơ hội hợp tác cùng Lexi cho ca khúc bắt tay Baby Boy. Ái nữ nhà YG cũng xuất hiện đầy lôi cuốn bên cạnh những tên tuổi lớn như Lee Hyori, G-Dragon và Gummy trong MV quảng cáo dòng điện thoại di động Samsung Anycor. Năm 2009, Park Bom chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của 2NE1. Cô nàng đảm nhiệm vai trò là giọng ca chính, bắt đầu cuộc hành trình mới cùng các thành viên CL, Dara và Minzy. Ngay từ khi ra mắt, 2NE1 đã gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi phong cách hình ảnh vô cùng mới mẻ. Những cô gái cá tính và thời thượng đem đến một năng lượng bùng nổ sự quyến rũ, vượt xa khỏi khuôn khổ của một nhóm nhạc nữ nhẹ nhàng, ngọt ngào vốn đã quen thuộc trong K-pop. Tân binh quái vật vừa ra mắt đã có màn hợp tác đình đám cùng đàn anh Big Bang với bài hát Lollipop. Sau dự án hợp tác, 2NE1 chính thức gia nhập vào chảo lửa K-pop. Các cô nàng đã có màn chào sân vô cùng nóng bỏng với ca khúc Fly trên sân khấu của nhà đài SBS. Không hổ danh là tân binh quái vật của nhà YG, 2NE1 nhanh chóng tạo được vị thế riêng với phong cách và chất nhạc nổi bật. Những ca khúc liên tục gây bão và ghi tên mình vào danh sách những giai điệu huyền thoại. Các cô gái cá tính từng bước khẳng định tầm ảnh hưởng của mình. Bên cạnh vinh quang của nhóm, Park Bom vẫn giữ cho mình những dấu ấn riêng trên hành trình sự nghiệp. Bằng chất giọng ngọt ngào, cô nàng nhận được thiện cảm của công chúng với ca khúc solo đầu tiên, You and I. Ca khúc gặt hái được nhiều thành tích vượt bậc, sở hữu màu giọng đặc trưng và thu hút, Park Bom nhận được nhiều lời mời cộng tác góp giọng từ các nghệ sĩ. Cuối năm 2010, giọng ca quen thuộc ấy lại cất lên trong bài hát OG của đàn anh cùng công ty GD & Top. Sự kết hợp hoàn hảo đã giúp ca khúc càn quét nhiều bảng xếp hạng uy tín. Một năm sau đó, cô nàng cũng cho ra mắt ca khúc solo thứ hai Don't Cry và nhận được cơn mưa thành tích. Có được cái duyên góp giọng, Park Bom liên tục xuất hiện trong nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám đến từ các đồng nghiệp cùng công ty. Park Bom sở hữu màu giọng tuyệt đẹp, người hâm mộ luôn yêu mến cô gái có phần trầm tính nhưng vẫn luôn nỗ lực rất nhiều trên hành trình hoàn thiện bản thân mình. Bị bắt nạt trên mạng. Từ cuối năm 2011, Park Bom liên tục vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt ngày càng trông đờ cứng, thiếu tự nhiên. Hồi mới ra mắt, cô từng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất nhà YG, nhưng sau đó vài năm, gương mặt nữ ca sĩ bỗng gắn liền với hàng loạt cụm từ như thảm họa dao kéo, cứng đờ như tượng sáp. Dù Park Bom liên tục phủ nhận tin đồn dao kéo, nhưng nhiều người vẫn không chịu tin cô. Họ cho rằng việc nữ ca sĩ đã động chạm đến gương mặt mình là điều khó có thể chối cãi. Điều đáng lên án ở đây chính là nhiều netizen đã sử dụng những từ ngữ cay độc để miêu tả về gương mặt của Park Bom như quái vật thẩm mỹ, quái vật nhựa, v.v. Năm 2014, trên chương trình 2NE1 TV, Park Bom cho biết cô mắc bệnh sưng hạch bạch huyết. Chính căn bệnh này là nguyên nhân gây ra tình trạng sưng phù, biến dạng trên gương mặt nữ ca sĩ, chứ không phải biến chứng vì phẫu thuật thẩm mỹ. Là người khi ánh hào quang vụt tắt. Bi kịch đến với Park Bom vẫn chưa dừng lại ở đó. Tháng 9 năm 2014, thông tin về Park Bom mua nhầm thuốc cấm vào Hàn Quốc tạo thành địa chấn làm bùng nổ dư luận.
Theo đó, Park Bom từng bị truy tố vì đã nhận 80 viên thuốc amphetamine từ Mỹ vào Hàn Quốc qua đường bưu điện vào năm 2010. Vốn lớn lên ở Mỹ, cô nàng ngây thơ không hề biết rằng đó là loại thuốc được dùng để điều trị một số bệnh về rối loạn tâm lý nhưng bị cấm lưu hành tại Đại Hàn Dân Quốc. Cơn bão thông tin liên tục được thổi bùng trong sự bàn tán của dư luận. Công chúng xứ Hàn vốn nổi tiếng là vô cùng gay gắt với giới nghệ sĩ và sẽ nghiêm trọng hơn khi rắc rối đời tư liên quan đến luật pháp. Mặc cho phía công ty đã chính thức lên tiếng, nhưng với sức ép dư luận và sự cay nghiệt và khủng hoảng truyền thông đem lại, Park Bom phải chịu sự đả kích lớn để rồi đi đến quyết định tạm ngừng mọi hoạt động. Từ đỉnh cao của danh vọng rơi xuống đáy vực sâu, người hâm mộ thương cảm cho Park Bom và To Anyone. Sau một khoảng thời gian dài ngừng hoạt động, vào cuối tháng 11 năm 2016, YG đưa ra thông báo làm tan nát bao trái tim người hâm mộ. To Anyone chính thức tan rã sau 7 năm hoạt động cùng nhau. Thái độ YG dành cho Park Bom càng khiến nhiều người hâm mộ đau xót. Theo lời cựu nhân viên YG, sau khi vướng tranh cãi, Park Bom bị công ty xem như một sự thất bại. Họ đẩy nữ ca sĩ sang công ty con của YG là Black Label trước khi ép cô rời đi. Park Bom cuối cùng cũng rời khỏi mái nhà YG, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp đối với nữ ca sĩ, theo cái cách khiến người hâm mộ nhói lòng. Lúc này, dư luận lại tiếp tục chỉ mũi rìu về phía Park Bom. Họ đổ lỗi cho cô nàng đã phá đi giấc mơ âm nhạc của cả nhóm, mặc cho tình trạng tâm lý của giọng ca ngày một tồi tệ. Dù cho Park Bom không thực sự sử dụng chất cấm như giới truyền thông đã cố gắng thổi phồng, nhưng góc tối của showbiz Hàn lại bao trùm và nuốt trọn những nỗ lực của cô. Điều đáng lo ngại nhất lúc bấy giờ là sức khỏe tâm lý của nữ ca sĩ sau sự cố đời tư. Park Bom thậm chí không còn dám đi ra ngoài để mua quần áo trong suốt 5 năm vì lo sợ những ánh mắt dị nghị, lời lẽ mỉa mai, bàn tán không hay về bản thân. Vốn là cô nàng búp bê đầy hoài bão về giấc mơ âm nhạc, song Park Bom lại khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thương cảm cho cú sốc sự nghiệp mà cô phải gánh vác. Chỉ trong nháy mắt, một giọng ca tài năng ở đỉnh cao của danh vọng bỗng chốc chìm vào cơn ác mộng của dư luận. Park Bom và bản lĩnh thắp lại ánh hào quang. Không chấp nhận một phút huy hoàng rồi vụt tắt, bước ra từ bóng tối, Park Bom khao khát tìm lại ánh hào quang đã tắt. Năm 2019, Park Bom chính thức ký hợp đồng cùng công ty The Nation Entertainment và dự tính phát hành mini album Spring, đánh dấu sự quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng trên đường đua. Người hâm mộ không thể che giấu sự phấn khích và vui mừng cho giọng ca. Bài hát chủ đề Spring cùng sự góp giọng đặc biệt của Sandra Park khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động khi chứng kiến hai cô nàng tài năng trở lại cùng nhau. Spring mang ý nghĩa đặc biệt khi ca khúc solo đầu tiên sau 8 năm đóng băng mọi hoạt động của Bom. Một sự quay trở lại ngoạn mục khi ca khúc Spring của cô đã đánh bại cả quái vật nhạc số Epic High để chiếm lấy danh hiệu dẫn đầu iChart, trang tổng hợp bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất tại Hàn Quốc. Không những thế, ba ca khúc trong mini album đều lần lượt thành công khi hạ cánh ở những vị trí cao trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard. Giờ đây, nữ ca sĩ đã nhận ra rằng bên cạnh mình luôn có sự đồng hành của hàng triệu khán giả và người hâm mộ chắc chắn sẽ nhìn thấy một Park Bom ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian.